Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh xe tải của em Tuyến nha quý vị. Rồi, ngày hôm nay em Tuyến sẽ đến với mọi người về cái mẫu xe tải Đông Phen Hoàng Huy nhập khẩu của tập đoàn Hoàng Huy nha. Mẫu xe tải Đông Phen 9 tấn này, B180 thì nó rất là được ưa chuộng trên thị trường nha. Với cái xe Đông Phen Hoàng Huy B180 nhập khẩu này ấy, thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là tải trọng là 8 tấn, thùng dài 9m5. Và thứ hai là cái lựa chọn trên màn hình quý vị đây là tải trọng là 9 tấn 15, thùng dài 7m7 nha quý vị. Thì đây là cái mẫu xe tải có cái tải trọng 9 tấn cao hơn và cái thùng ngắn hơn so với cái phiên bản kia. Nhưng đây là cái xe sẽ được lựa chọn cho khách hàng đi các cái cung đường đèo dốc cũng như là chở tải nặng tốt hơn nha. Do cái tải nó cao, thứ hai là cái thùng nó ngắn hơn thì nó sẽ chở tải nặng tốt hơn nha. Đó. Thì các mẫu xe tải 9 tấn này thì em Tuyến sẽ đưa mọi người đến cái giá cả cũng như là cái mức vay rồi thời gian gieo xe con Đông Phen Hoàng Huy B180 nha. Rồi, thì đầu tiên em sẽ nói sơ qua về thông số trước. Thì cái thông số của con này ấy, như em đã nói thì là 9 tấn 15, thùng dài lọt lòng là 7m7, chiều ngang là 2m360 và chiều cao là 2m150 nha quý vị. Thì cái con xe Đông Phen Hoàng Huy này là quý vị. Nó là cái xe thì được trang bị cái động cơ Cummins 6 máy 5.9 lít và chúng ta sẽ có cái công suất là 180 mã lực như là cái tên của nó là B180 nha quý vị. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái xe này là xe phiên bản thùng công ty ô tô Phú Mẫn nha quý vị. Thì cái xe Đông Phen này trước đây á, ngay cả hiện tại luôn, chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là con thùng nhà máy và thùng Phú Mẫn. Thì thùng nhà máy chúng ta sẽ có cái thiết kế cũng tương tự như của Phú Mẫn, nhưng mà cái vỉ này sẽ được mở ra nha quý vị. Vỉ sẽ được mở nếu mà phiên bản thùng nhà máy, và các cái trụ này sẽ sơn màu xanh. Thì với con xe thùng nhà máy ấy, thì chúng ta sẽ có cái tải trọng là 9 tấn thôi và thùng dài là 7m5. Đó. Còn đối với cái xe mà thùng Phú Mẫn này này quý vị, thì công ty ô tô Phú Mẫn em đóng thùng ra phiếu ấy, thì thùng không mở vỉ ấy, thì sẽ có tải trọng là 9 tấn 15, thùng dài lọt lòng là 7m7 nha quý vị. Đó là hai cái sự khác nhau thôi. Còn ngoài ra thì các cái chi tiết nó giống như nhau. Còn đây là quy cắt thùng Phú Mẫn đây quý vị. Quy cắt thùng Phú Mẫn. Quy cắt thùng Phú Mẫn thì chúng ta sẽ có lươn bằng inox này. Lươn bằng inox nha. Rồi bản lề bằng inox nha. Bản lề inox, biên bửng inox, thùng vắt inox. Ở trong đây sẽ có một vắt tôn nha. Như vậy thì chúng ta thấy là xe thùng Phú Mẫn sẽ được đóng ba bửng. Đây. Đó. Ba bửng bên hông. Và thùng thì sẽ có vắt này và ba lớp nha. Đó. Đó, sàn sắt. Đó. Đây là cái lòng thùng của nó. Đó. Rồi, ngoài ra thì cái xe Đông Phen Hoàng Huy này sẽ được trang bị động cơ Cummins 6 máy 5.9 lít 180 mã lực, động cơ Euro 5 có trang bị xương diệt xử lý khí thải nha. Đó. Đây là một trong những cái mẫu xe đó được khách hàng rất là ưa chuộng, bởi vì cái xe này nó trang bị động cơ 6 máy cực kỳ khỏe và thiết kế thì nói chung là rất là chắc chắn. Phiên bản mới màu trắng nhìn rất là đẹp nha. Đó, chúng ta sẽ có hai phiên bản màu trắng và vàng tùy theo khách hàng lựa chọn. Thì với cái giá xe Đông Phen Hoàng Huy B180 9 tấn 15 thùng dài 7m7, hiện tại thì khi quý khách mua tại công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai là đơn vị đại lý cấp 1 của hãng xe tải Đông Phen Hoàng Huy trong miền Nam, gần như là độc quyền cái dòng xe Đông Phen Hoàng Huy này, thì chúng ta sẽ có mức giá tốt nhất bởi công ty ô tô Phú Mẫn nhập về số lượng lớn rồi đóng thùng các thứ nha quý vị. Thì con này khi quý khách mua phiên bản thùng ngắn này sẽ có cái mức giá cho phiên bản thùng bẹt là 935 triệu. Đó, đã có bẹt thuế VAT nha. Rồi khi mà quý khách mua thì bên em sẽ cộng phần tiền giấy tờ. Hiện tại xe này sẽ có phần giấy tờ trước bạ là 2%, 18 triệu 7. Đó, rồi phí cầu đường bộ 7.080.000, phí đăng ký, phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự 3.065.000. Rồi phí đăng ký đăng kiểm thì tùy tỉnh nha. Chúng ta sẽ có mức chi phí khác nhau từ dao động từ 4 triệu cho đến 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu tùy tỉnh. Nhưng mà công ty em sẽ đưa xe đi bấm số ra phiếu và giao tại trạm đăng kiểm tại tỉnh, tại huyện của quý khách luôn nha. Đó. Thì ví dụ như quý khách mua về Bình Định thì em sẽ chạy xe ra tới Bình Định làm số rồi giao xe cho khách. Này quý khách mua xe ở Đắk Lắk thì em sẽ đưa xe lên giao xe Đắk Lắk luôn nha. Như vậy quý khách sẽ rất là thuận tiện nha quý vị. Còn xe thì em sẽ hỗ trợ vay trên toàn quốc nha, bất kể ở đâu nha. Đó. Thì cái xe này hiện tại đang có cái mức vay nha quý vị. Mức vay là 75% cho khách hàng cá nhân.
Như vậy thì khi khách mua xe này thì mức vay của nó hiện tại đang rơi vào dao động từ 650 triệu cho đến 697 triệu như 700 triệu nha. Hiện tại em đang vay cho quý khách là mức 690 triệu nha. Đó, thì như vậy thì với cái xe này quý khách sẽ phải bỏ ra từ tầm từ 250 cho đến 300 triệu nha quý vị. Đấy là cái mức mà quý khách là chuẩn bị nha. Đó, với mẫu xe tải Đông Quang Hoàng Huy B180 tải trọng 9 tấn 15 thùng dài 7m7 do công ty ô tô Phú Mẫn em đóng nha. Đó, động cơ Cummins. Đây bây giờ em lên mời mọi người lên cabin. Và cái xe này thì em đã bán cho chị khách hàng quen của em ở Bình Phước nha quý vị. Xe thì cũng đã dọn rửa sạch sẽ và hôm nay là thứ 6 rồi, ngày mai thứ 5. Ngày mai là hết bấm số rồi cho nên là hẹn chị qua tuần chúng em sẽ đi bấm số cho chị nha. Tại Phước Long Bình Phước. Đó. Xe này thì chạy rất là tốt. Mua về chở củi chở điều này, chị chở củi chở điều, xe chạy rất tốt này, em bán cho chị một chiếc rồi. Đó, xe chạy rất tốt nên chị mua thêm một chiếc nữa. Đó. Em thì bán cái xe Đông Phan này rất là nhiều và cái xe Đông Phan này phải nói là khách hàng phản ánh lại chạy rất là ok nha. Mức giá tiền nó rất là vừa phải. Đó. Và xe thì chất lượng được nhập khẩu nữa cho nên là quý khách yên tâm. Đây là cái nội thất của nó này quý vị. Ba ghế ngồi một giường nằm phía sau cực kỳ rộng rãi thoải mái luôn. Xe cabin có rèm cửa sẵn các thứ luôn nha. Hệ thống gương đây quan sát rất là tốt luôn. Đấy, đây sau là phía thùng xe này quý vị. Giường nằm phía sau nha. Xe trang bị đầy đủ máy lạnh, âm thanh các thứ nha. Đây. Quý khách. Đây là công tắc khóa mát của nó này. Đó. Công tắc khóa mát đặt tại trên xe luôn thay vì đặt ở bên ắc quy như cái mẫu xe khác nha. Đấy, radio FM. Hệ thống máy lạnh, kèn hơi kèn điện. Này, hệ thống kèn nó đây nha. Kèn đây. Kèn điện. Kèn hơi nè. Này kèn hơi. Đó, nghe rất là đanh tai luôn. Máy lạnh âm thanh các thứ rất là tốt luôn. Hộp số này chúng ta sẽ có hộp số 2 tầng. Đó, 8 số tiến, 2 số lùi, có lẫy chuyển đùa thỏ nhanh chậm. Đó, hệ thống phanh tay lốc kê. Đó, bây giờ em nổ máy thử cho mọi người cùng nghe nha. Đây. Xe thì đậu 2-3 hôm, đậu nhiều khi đậu cả tuần quý vị, tại bãi á, dầu nó ít, với lại xe thì tại bãi cho nên là, để quý vị biết rồi, đậu bãi xe cho nên là mỗi xe sẽ không để nhiều dầu, cứ mỗi lần mà vận hành thì mới cho thêm vào thôi, cho nên là mỗi lần nổ máy nó vận nha. Đó, ghế thì trang bị ghế hơi đi quý vị, đó, ghế bàn trang bị ghế hơi nha. Rồi, đây là cái tiếng động cơ Cummins nha, nghe rất là uy lực luôn nha quý vị, rất là chắc chắn, xe nghe rất là đẽ luôn. Đó, như vậy thì mọi người có yêu thích hoặc đang cần đầu tư một cái xe tải trọng cao 9 tấn 1 mà kích thước thùng không quá dài tầm từ 8 mét đổ lại thì mẫu xe Đông Phan Hoàng Huy B180 9 tấn 15 thùng dài 7m7 này sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ tốt cho quý khách luôn nha. Giá thành tốt, chất lượng thì là nhập khẩu, xe 6 máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đó, giá thành tốt rồi, hồ sơ vay vốn ngân hàng hỗ trợ vay cực kỳ tốt luôn nha. Nếu mà mọi người quan tâm thì liên hệ với em Tuấn ngay theo số điện thoại trên màn hình nha. 0933 868 030 hoặc là 0584 413 623, cả hai số em đều có Zalo, mọi người kết bạn. Đó, em sẽ gửi báo giá, thông số kỹ thuật, hồ sơ vay vốn ngân hàng cũng như là mức vay, rồi thời gian giao xe, rồi các cái thông số xe thùng như thế nào nha, thì em sẽ hỗ trợ mọi người nha. Xe này thì xe bên công ty Phú Mẫn nhiều, đóng giao ngay cho quý khách luôn. Mọi người cứ đến đây xem xe thử xe trực tiếp tại bãi công ty ô tô Phú Mẫn nha. Địa chỉ là số 110E đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Xe nằm trên cái trục đường chính, đường chắn thành phố Biên Hòa. Đến đây mọi người xem xe thử xe trực tiếp, cứ vào đây gặp em Tuyến, em sẽ hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn cho quý khách nha. Rồi, đến đây thì em Tuyến xin chào mọi người và chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ nha.